Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em sẽ có clip ngắn em hướng dẫn cho tất cả những em chưa biết cách mình làm thành một chiếc phân tần để đấu cho loa bow 301CZ3 nó như thế nào. Và em sẽ hướng dẫn ở clip này, và em có hướng dẫn xong thì bên em có cả test nhạc luôn. Như anh em đã biết đến dòng bow 301CZ3 thì nó bao gồm một bát và hai tép. Đây là cái bát bow 301CZ3 dòng này, bao giờ cũng vậy, anh em biết đến là dòng rốn kín. Rốn kín. Dòng xương đen. Một điều đặc biệt anh em nhìn thấy ở những cái nhện của loa bow thì nó cũng với bát 20 là cũng tương đối rộng. Với dòng bát 20 nhỏ nắn như này, từ có 9cm thôi. Bát bow đây là bát bow của Hồng Kông anh em nhé, chứ không phải của Mexico như anh em mình đang theo dõi màn hình đây. Nó là của Mexico. Nó là mà theo công nghệ không? Đây là về bát và tép. Tép màu xanh bộ đội. Mình dùng hai cái anh em nhé. Thì em làm cái phân tần thôi, nhưng em vẫn chuẩn bị đồ rất chất lượng, là để tí mình test nhạc luôn cho anh em mình theo dõi. Đồ tép Hồng Kông xịn luôn, chứ không phải hàng tép của Việt Nam mình. Tép Việt Nam mình thì màu xương đen, mà nó giá nó rẻ hơn nhiều. Mình có phải có sự lựa chọn thôi, giá đắt thì nó sẽ hay hơn. Và cái phân tần cho loa bow thì bao giờ cũng phải dùng đến hai bóng đèn anh em nhé. Hai bóng đèn đó, bóng đèn anh em lấy lựa chọn cho mình những cái bóng dẹt như này thì nó rất là hay. Bóng tròn hay không bằng đâu anh em nhé. Cái cầu chì này rất là quan trọng đấy. Trả sứ anh em kiếm cho em con 5W 4,7 ohm, cũng phải hai cái anh em nhé, cũng phải hai cái vì hai cái loa mà. Và tụ 2,2 mi, anh em có thể kiếm con 2,2 mi và 250V hoặc 400V là tùy anh em. 200 nếu có tụ giấy này thì 200V là thoải mái rồi, chưa cần đến 400V đâu. Con tép giấy này quên, không cần đến tụ 400V. Nhưng đây là em dùng con 400V, hơi đào to bố lớn một tí. Như vậy anh em thấy là phải dùng đến hai bóng, hai tụ, hai trở. Và cách đấu ghép như sau, anh em có thể quấn chặt lại. Đầu tiên anh em quấn qua tụ trước, tụ không cần phân cực, đầu nào vào cũng được. Nhưng bóng đèn, anh em để ý trên bóng đèn bao giờ cũng có một chấm sơn. Đó, một chấm sơn đỏ này. Trên bóng. Anh em đấu đầu ngoài trước, qua trước và đầu còn lại của cái bóng anh hàn tụ vào cái chơi, hàn vào cái trở sứ. Trở sứ cũng vậy, không phải là phân cực nên đầu nào cũng được. Và trong tất cả cái video này em chỉ hướng dẫn làm một cái thôi, thì làm hai cái nó lâu quá đó, nên cái bên này nó sẽ thừa, em sẽ bỏ bớt ra không dùng đến. Các bác có thể hàn như em hoặc có thể quấn chặt nó lại là được, không cần phải hàn. Đây là tín hiệu từ âm ly ra này, đỏ và đen đây, đỏ bên phải và đen bên trắng đó. Cái bát anh em biết đến bát bow là đánh trực tiếp không qua phân tần. Đây mình sẽ đấu trực tiếp này. Dây đỏ mình đấu vào cực dương. Anh em có thể quấn hoặc có thể hàn. Nó này sẽ nhắc lại. Quấn này quấn thật chặt. Sau đó mình có thể quấn bằng dính lại. Đó, mình sẽ đấu trực tiếp vào bát. Vào đây. Mình sẽ đấu dây đỏ này, tí nữa dây đỏ mình sẽ quấn vào sau nhá, tí quấn cuối cùng. Và đây là đi qua tép này. Bow, tép của bow là sẽ đấu nối tiếp anh em nhá. Đấu nối tiếp đi ra. Đây, em sẽ làm luôn cho anh em mình hình dung. Nối tiếp là anh em sẽ đấu từ cái âm. Một cái âm, một cái tép bên phải đây. Đấu nối tiếp. Và cái đầu còn lại mình quấn sang cái sợi dương của cái tép thứ hai là tép bên trái em đây.
anh em có thể theo dõi, hết sức đơn giản thôi. Vì nó có phức tạp là vì nhiều anh em mình chưa va đến cái dòng ruột của con bâu này như thế nào thì mình không hình dung ra được thôi. Thì nó cũng cực kỳ đơn giản. Và sau đây thì cái lấy một sợi dây ngắn còn lại đây, mình sẽ đấu vào cái phân tần này. Tất nhiên là các bác cắt ngắn đi cũng được nha, phải em để hơi dài nòng ngoằng. Và mình cái phân tần này mình sẽ đấu vào bên dương của cái tép đầu tiên đấy, là tép bên phải em đây này. Anh em cuốn chặt nó lại. Còn bác nào muốn ăn chắc một bên thì mình có một hàn thiết thì chập cho nó một phát là xong. Và một lấy một sợi dây nữa, mình đấu ở cái tép thứ hai đây, còn thừa bên này. Nó cũng khá đơn giản thôi. Đây thực ra là nhiều anh em thì biết rồi, thật sự điều đó, nhưng nhiều anh em thì chưa biết nên em làm nó hơi kỹ một chút, nên anh em nó lâu thì anh em thông cảm hộ nhé. Vì những bác biết rồi thì cảm thấy nó hơi đầu lâu một tí. Mình sẽ ngửa lên để mình đấu nốt này. Mình ngửa nó lên này. Đó. Đó thì anh em như thế ở đây là cái đầu còn lại đây của cái phân tần thì mình sẽ đấu vào âm ni này. Dây vào âm ni vào này, đấy, và nến luôn cả đấu cả đây dây bát luôn nhá, đây dây bát này, dương của bát này, dương của bát và dương của phân tần này, cái phân tần này, đấu vào dương của âm ni này, đó, mình quấn ba thằng nó vào nhau, thật chặt. Đó. Bên này cũng phải là ba sợi nhá, đã có tín hiệu ở đấy, sột sột rồi. Đó, anh em để ý nha, này nha. Tí là test nhạc xong thì em sẽ có đoạn nói lại cho anh em mình hiểu. Sau đây em mời các bác cùng thưởng thức một tí nhạc thành quả của mình vừa nghiên cứu. Nghiên cứu không đúng gọi là mình hướng dẫn. Nghiên cứu không đúng anh em nha. Điện thoại đây. Bật nhạc lên này. Ngân hàng đòi nợ hay sao, nhắn tài khoản vào đây. Nốt chiều nay vắng em lòng anh thấy nhớ gì cho bằng anh nhớ người yêu. Người yêu tôi vẫn mong chờ trọn đời trọn kiếp yêu nhau. Xin em hãy nhớ đừng quên. Đường trong phố vui lòng sao vẫn. Đêm thời gian bằng khói thuốc vàng tay. Tìm đâu môi mắt một người ngày nào mình bước chung đôi. Giờ này mình anh bước lẻ loi. Em ơi nhiều đêm anh nhớ về em. Làm sao anh ngủ được yên. Ước chi mình không ngăn cách. Em ơi anh nghèo hai bàn tay trắng. Anh biết đời còn nhiều cay đắng. Anh làm sao đẹp lòng em yêu. Mình không thấy nhau lòng như heo gầy. Nếu mà sau này không cưới được em thì anh xin hứa câu này. Dù rằng mình cách xa nhau mà lòng anh không thiếu tình. Dạ vâng, và em mới test một chút nhạc, anh em mình nghe cái combo này nó đánh thế nào.
các bác hãy comment ở dưới video nhé, để anh em mình cùng rút kinh nghiệm. Và sau đây thì em sẽ nói lại cái quy trình này một chút để anh em mình cùng theo dõi. Thứ nhất là bát mình đấu trực tiếp từ âm ly vào đây, dùng một sợi dây đỏ đen mình đấu vào bát. Và phân tần thì mình đấu tụ bóng trở. Một điều duy ý duy nhất đó là cái tụ này anh em phải cái bóng này anh em mình phải đấu đầu đỏ vào trước, đấu âm theo sau, nên anh em đấu ngược nó không hay đâu nhá. Và mình sẽ đi nối tiếp tép từ anh tép 1. Đầu tiên cái dây dương qua tụ bóng trở và lộn vào dây đầu dương của tép 1. Sau đó âm của tép 1 sang dương của tép 2, âm của tép 2 lộn lại âm của âm ni. Như anh em đang thấy tên đây. Như vậy là xong cái phân tần tuner bow 61 CD3. Và cũng có một chút thời gian rảnh để em làm clip này lên đây, mong rằng có thể giúp ích một phần nào đó cho anh em nào còn bỡ ngỡ trong cách làm phân tần Nobo 6-1, xin lỗi 3-1 CD3. Nếu anh em cảm thấy cái video của em nó có ích mà nó có giá trị thì anh em hãy cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ Huấn Nobo phát triển hơn nữa. Hoặc anh em có thể còn thiếu thắc mắc ở một cái điểm đấu nối nào đó, anh em gọi cho em qua số máy 0904 61 2323. Và xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio.